Rồi xin chào mừng các bạn ở kênh YouTube của mình ha. Thì nay có cái video mình chia sẻ các bạn nè, mình làm mình thấy hay hữu ích rồi mình chia sẻ mọi người luôn để mọi người có thể làm theo nếu như gặp cái trường hợp này nha các bạn. Vấn đề là mình có một cái con máy điện thoại Sony nè. Bên dòng máy này cũng lâu rồi các bạn. Mình xài cái bể luôn nè, bây giờ pin nó cũng chai rồi. Bây giờ mình các bạn thông cảm mà cái âm thanh yến đây nó hót ở ồn các bạn. Rất là ồn. Mình xài cái chai pin này, bây giờ khi mà mình mở nguồn á, nó xài giật ngược một chút à. Thì nó sập nguồn luôn các bạn. Mặc dù mình đã ghim cục sạc. Mình ghim rồi mà mình rút cục sạc ra, mình ghim đủ 100% mà mình vừa rút sạc ra thì nó giật xuống 99% lại sập nguồn nữa. Mình xài không được. Và viên pin này mình đã thay hai lần rồi. Lúc mình thay là cái máy này nó còn mới. Rồi bây giờ máy này đã cũ bởi mình không có mua thay nữa. Bây giờ mình sẽ chế cái bên ngoài để mình xài coi giải trí thôi chứ không có đem theo trong người nữa, nên là nó gồm gà dây nè. Và cái dòng này là dòng pin khối, nó khác hơn, nó khác so với dòng pin pin rời nha các bạn. Thì mình làm gì mình chia sẻ các bạn cùng làm. Đây là cái khối pin cũ của nó nè. Lúc mình mua khối pin này trên Lazada là 200 mấy đó, 220. Bây giờ mình nghỉ mua rồi. Có điều đặc biệt có chiều chuyện lạ, có lạ là khác ở chỗ là cái pin khối này nó ngõ ra của nó tới 4 ngõ ra bạn. Ngõ ra nó tới 4 ngõ là. Để quay cận cảnh nè. Cái giắc này nè. Cái giắc này là chính là cái giắc mà để cắm vô cái nguồn của pin đó, để cắm vô cái nguồn của điện thoại nè. Chính là cái giắc để cắm vô nè. Đó, các bạn thấy. Để cắm vô cái nguồn điện thoại nè, cái giắc này nè. Đó, thì mình coi cái giắc này á là nó đây là cái ngõ ra của nó nè. Cái ngõ ra của cái chỗ đầu nó dắt nè là nó tới 4 cực. Nhưng mà cái viên pin rời của mình á là nó 3 cực. Mặc dù số volt nó bằng nhau các bạn. Số volt của pin pin khối nè là nó 3.8 volt. Đó. Còn pin 4.25 volt này là lúc sạc đầy. Còn 3.8 volt là nguồn pin của nó. Nguồn pin mà lúc máy hoạt động á, không lấy nét được. Đó. Volt này là lúc nguồn pin nó đang hoạt động. Thì mình coi lại bên này. Mình coi lại pin rời này nè, nó cũng là 3.7 nè. Nên là cái dung lượng pin, cái số volt nó bằng nhau, nên là mình sử dụng cho điện thoại được nha các bạn. Đó, mình xài được chứ nó số volt nó bằng nhau nè. Thì do cái pin khối này nè, ngõ ra của nó là nó tới 4 cực. Rồi bây giờ mình chế sao mà về 3 cực. Thì mình tiến hành mình lấy đồng hồ nè. Đó, mình lấy đồng hồ này mình đo. Mình đo cái viên pin. Viên pin chính đây nè. Đó mình đo. Thì mình đo rồi cuối cùng mình đo là mình đã xác định được là mình bỏ một cực. Mình bỏ một cực này nè. Đây nè, nó để nè. Để là B cộng B trừ nè, với TH nè. Với ID nè. Là cuối cùng mình bỏ cái cực ID nha các bạn. ID là mình không biết cái cực gì. Ở trong pin khối mà do đây là pin của Sony nữa, pin của Nhật. Nhật Bản thì mình cũng không gạch. Đó, công nghệ của Nhật Bản khác hơn. Thì cuối cùng mình đã bỏ được cái cực là ID, nó không có giống, nó không có xài cho cái pin rời. Nên là mình chỉ cần lấy là B cộng, B trừ và TH thôi. TH là cực giữa, cực để báo đầy của pin đó, báo đầy của pin ngắt á.
Rồi mình tiến hành mình lấy ba cực này nha các bạn. Rồi mình chấm ra, mình lấy cái vắt này ra thôi. Đó, mình chỉ lấy cái vắt này ra thôi. Mình chỉ lắc lấy cái vắt này ra nè các bạn. Và mình mới hàn vô hai cực à. Hai cực là nó mình khởi động máy nó cũng lên rồi. À, không nhất thiết phải ba cực. Mình nắm ba cực để mình lúc mình sạc á. Đây, giờ mình đã đấu rồi nè. Mình xác định cực ở trong đây nè. Đó, xác định cực ở trong đây. Và mình đo nguồn ở trong đây và mình chấm hàng ra đây cho nó chính xác cực. Cứ thế là mình ghim nguồn thì nó lên thôi. Thì mình đã đấu và đã lên nguồn nha các bạn. Đó, mình đã thành công. Bây giờ mình có thể xài pin gầy bất cứ khi nào mình thay. Đó, bây giờ mình sẽ mở mình cắm vô cái máy và mình test cho bạn xem nè. Đó, đây là pin gầy. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động nguồn các bạn xem nha. Đó, lên nguồn nha các bạn. Đó, lên nguồn rồi nè, khởi động rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ chút xíu nữa mình sẽ đấu thêm hàng thêm cái dây giữa nữa là xong. Đó, pin gầy thì mình xài nó êm hơn pin khối, tới chừng nó chạy pin khó. Mình lấy pin gầy của thằng Mobita mà. Pin này cũng lâu rồi. Có thể mình mua mấy cái pin gầy khác mình gắn vô mình xài luôn đi cho nó gọn. Hay là mình có thể mình xài qua adapter luôn cũng được. Đó, máy ra khởi động rồi các bạn. Rồi bây giờ cứ thế vậy mà mình xài pin gầy thôi. Rồi, êm ha. Rồi bây giờ mình tắt luôn nha. Bồ đó mình tiến hành mình hàn thêm cái sợi dây giữa nữa. Đó. Rồi. Vậy là mình đã test xong cái điện thoại mình xài pin gầy nha các bạn. Pin gầy mà từ pin khối nè. Từ pin khối này mình sẽ chuyển về pin gầy. Ở đây mình nói lại là mình xác định nè, chân này với chân này nè. Đó, mình lấy nè, trong cái khối pin khối nào nó cũng để đó là B cộng nè, từ trái qua phải nè, B cộng là TH và B trừ, mình lấy ba cực này các bạn. Còn ID là bỏ, và ba cực này thì mình tiến hành mình đấu vô của cục pin á. Thì cục pin mình đo cực nào trừ, cực nào cộng á thì mình đấu cái gan vậy ha. Còn TH là cực giữa. Đó, B cộng là mình đấu theo nguồn dương cộng bên pin gầy. B trừ là mình đấu bên cực trừ. TH là mình đấu cực giữa là xong nha các bạn. Đó là mình đã sẽ có một cái điện thoại xài pin gầy chế biến từ pin khối. Và pin này bây giờ nó là bị chai hư rồi. Mình sạc lên 99%. Đủ 100% bắt đầu nó ngắt nguồn cái adapter. Rồi sụt xuống 99% nó sập nguồn đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình về cái chia sẻ về lĩnh vực điện điện tử, điện công nghiệp của các bạn. Xin chào các bạn.